Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là con Flycam của hãng DJI mới ra mắt các bạn. Tên của nó là Mini 4 Pro và được trang bị tay cầm RC2 đó, với công nghệ truyền sóng là Ocosyn 4.0 các bạn. Đó, và con Mini 4 này đang gắn cục pin tiêu chuẩn, cục pin thường. Sáng nay tôi sẽ test cái sóng Ocosyn 4.0, bay test xa các bạn, bay xa để test thử xem con này có thể bay xa được bao nhiêu. Vâng, sáng nay thì thời tiết khá là xấu, không có nắng và cũng có gió nhẹ. Ok, mở máy. Bấm một cái thứ hai bấm giữ 2 giây. Kiểm tra bản đồ, điểm home đã có rồi các bạn ơi. Pin là 99%. Ok, cất cánh. Mình kéo hai cần vào. Nâng lên. Bấm quay phim. Đi thôi các bạn ơi. Vâng, đây là cái giao diện bay của cái app DJI Fly. Đó, mời các bạn theo dõi hành trình bay 5.000m. Vâng, sáng nay khá mù mịt các bạn. Tôi đang bay chế độ N-Mode. Vâng, tôi sẽ nâng độ cao lên 75m đi. Vâng, độ cao tôi duy trì là 75m, cộng với chung cư cao 25m nữa là 100m. Đang bay N1. Vâng, vừa quay 4K 30 phim giây. Vâng, tốc độ đi khá là lý tưởng, 42 km/h. Đang bay N1. Vâng, nghe nói rằng là cái sóng tay cầm Ocosyn 4.0 của cái tay cầm NC2 này là sóng hình ảnh của nó có thể, sóng hình ảnh và sóng điều khiển của nó có thể xa đến 20 km. Vâng, quá khủng khiếp. Nhưng mà với cục pin mà nhỏ như thế này thì thông thường là chỉ bay được khoảng độ 4 hoặc 5 km thôi là hết pin, là mình phải quay đầu. Và sáng nay gió cũng khá là mạnh ấy. Mình kiểm tra bản đồ. Hình ảnh thì tôi đang record màn hình ở trên cái tay cầm RC2, cho nên chất lượng của nó có thể các bạn sẽ thấy nó không được đẹp lắm, tại vì nó record được có 720 thôi, HD 720 thôi. Đây cũng là một cái điểm nâng cấp mạnh của cái RC2 này rồi. Còn ở những phiên bản tay cầm trước là record chỉ được có 480 thôi. Nó rất là nát, rất là vỡ. Còn đây là được HD 720. Mình record lại đó. Còn nếu như các bạn xem trên màn hình ấy, thì nó rất là rõ đẹp. Hình ảnh truyền về là Full HD 1080. Đó là hình ảnh truyền về cho mình live view ấy. Cho nên là cái cảm giác mà bay ấy, trên cái tay cầm này, trên cái màn hình này rất là sướng. Nhìn nó rất là mượt và sáng, đẹp, rõ. Còn record lại thì các bạn chỉ cảm nhận được 50% thôi, vì nó vỡ rồi. Còn khi bay nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đương nhiên hình ảnh quay 4K 30 frame trên thẻ nhớ thì nó tuyệt vời rồi, không có gì để phàn nàn ha. Vâng,
2400m được. 2400m. 2500m thì pin còn 81%. Tức là hết 1/5 thời lượng pin. Tôi dự trù sẽ bay khoảng độ 5000. Dự trù bay khoảng 5000m thì mình sẽ quay đầu về. Vâng, cách đây hơn 1 năm, khoảng độ 1 năm 4 tháng, tức là hồi tháng 5 năm 2022 ấy, thì DJI ra con Mini 3 Pro. Tức là con trước con này một đời đấy. Mini 3 Pro thì tôi đã test bay xa 5000m rồi. Đó, các bạn có thể xem cái video Mini 3 Pro bay 5000m ha. Còn đây là con Mini 4 Pro. Sau hơn 1 năm, 1 năm 4 tháng thì đã được DJI ra mắt con mới. Vâng, tôi ngước lên cho bạn xem thời trời này. Đó, không có nắng nha. Trời rất là xám xịt, rất là xấu. Cho nên là video này mình không có test hình ảnh mà là chỉ test sóng thôi. Ồ, có vẻ hao pin hơn rồi. Lúc trước tôi bay con Mini 3 Pro á, thì lúc đó nó không có gió. Mình bay 5000 thì pin còn 68%. Còn con này không biết sao, 3500 rồi, pin còn 74. Hồi hộp quá các bạn ơi. Mình bay N-Mode thì tốc độ chỉ có 42 km/h thôi, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm pin hơn là mình bay chế độ Sport. Đoạn về nếu mà pin còn dư giả thì tôi sẽ bay Sport cho các bạn xem. Chuẩn bị bước vào ngưỡng 4000. Vâng, đúng 4000m rồi. Pin còn 71%. Tức là mất 30%. Đi 4000 mất 30%. Độ cao rất ổn định, 75m. Đứng im luôn. Ok, 5000 mình sẽ quay đầu các bạn ha. Nhiều bạn nói bay xa để làm gì, cho nên cũng lâu rồi tôi không có test bay xa. Cũng lâu rồi tôi không có test bay xa. Đó, nhưng mà con này là Okusin 4.0, cho nên mình test thử cho các bạn xem cái sóng của nó có mượt mà không. 4600 rồi. Ráng 5000 đi con. Vâng, con pin con này thì hãng công bố pin bay được 34 phút trong điều kiện lý tưởng. 34 phút trong điều kiện lý tưởng các bạn ha. Chuẩn bị cán ngưỡng 5000 các bạn ơi. Phía xa là cao tốc Long An kìa. 4900 rồi. Vâng, 5000. Ok, đã 5000. Bây giờ tôi sẽ quay đầu về các bạn. 5026m. Sóng thì cực mạnh luôn. 5 vạch. Không có gì để thay đổi cả, không có gì sụt cả. Rồi, mình quay đầu. Quay đầu sóng vẫn là còn 5 vạch. Và pin là 63% các bạn. Sau khi quay đầu xong thì pin còn 63%. Ồ, vậy là mình đi hết ban nãy lúc bay là pin còn 99% ha. Lúc mà cất cánh á, là pin 99%. Tại vì tôi sạc tôi để 2 ngày rồi. Vâng, lượt về thì tốc độ cũng rất là ok, rất là ổn định, 42 km/h. Thậm chí có lúc lên được 43. Vừa bay vừa quay full HD các bạn ha. Vậy là nếu như lượt đi của mình mà hết 38% pin cho 40 đi, lượt về mình 40 nữa thì lúc về nhà mình còn 20%.
Vâng, lượt về mà tốc độ không giảm, vẫn duy trì ở 42, 43 là điều rất là mừng. Rất là mừng luôn, tức là không có bị ngược gió đó. Điều sợ nhất của các bạn bay chơi xa là lúc đi thì thuận gió, mà lúc về thì ngược gió. Vâng, về được 1.000 rồi. Và bây giờ là khoảng cách còn 4.000 mét nữa. Vâng, thời tiết rất là xấu. Này, bên dưới là đầm lầy các bạn. Đó, tôi bay về hướng Nam, hướng Cần Giờ đó. Vâng, xin nhắc lại là tôi đang test bay xa con DJI Mini 4 Pro các bạn. Đó. Mới ra mắt đó vào giữa tháng 9 năm 2023. Vâng, pin có vẻ thuận lợi các bạn ơi. Bây giờ tôi chuyển qua chế độ Sport nha, để test tốc độ. Vâng, đã chuyển sang chế độ Sport. Đó, và tốc độ bây giờ đã lên tới tốc độ lý tưởng mà nhà sản xuất công bố, 57 km/h. 57 km/h các bạn. Vâng, quá là thuận tiện. Thì khi bay Sport thì tốc độ của bạn sẽ đẩy lên từ 42 lên đến 57, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng ngược lại, nó sẽ ăn pin nhiều hơn, nó ngốn pin nhiều hơn các bạn. Cho nên là cái gì của bạn, các bạn cũng phải lựa chọn nha. Một là bay N nhẹ nhàng để tiết kiệm pin. Hai là bay Sport tốc độ nhanh 57 km/h, nhưng mà tốn pin nhiều hơn. Vâng, bây giờ pin còn 48 mà khoảng cách còn có 2.500 thôi, khá là lý tưởng. Vâng, với cái điều kiện thời tiết như thế này thì ban nãy đúng ra tôi có thể bay xa thêm 500 m nữa, tức là bay 5.500 được đấy, có thể bay 5.500 được đấy, nhưng mà mình nhát, mình không dám bay. Mình bay 5.000 cho nó bằng với lại con Mini 3 thôi, Mini 3 Pro cách đây 16 tháng thôi. Vâng, thời tiết khá là mù mịt các bạn ha, không thấy mặt trời đâu hết này. Đó, con này có thể ngóc cam lên tới 60 độ. Vâng, sóng Okusin phiên bản này nâng cấp là 4.0, cho nên là cực mạnh rồi. Vâng, còn có một cây số 7 nữa thôi, pin dư giả rồi các bạn ơi. Vâng, pin thật sự là dư giả cho lượt về. Và tôi bay chế độ Sport cực mạnh ha. Đó, và lượn qua cái cầu gần chuột này cho các bạn ngắm cảnh chơi này. À, mình bay lượn cho nó xa hơn một tí nha, tại pin còn dư nhiều quá rồi. Tiếc quá, ban nãy mà mình biết là nó lặng gió như thế này thì tôi sẽ bay khoảng độ 5.500 cho nó vui, cho nó hơn cái con Mini 3 Pro. Nhưng mà mình hơi nhát đòn, cho nên mình bay có 5.000 thôi. Vâng, tôi hạ độ cao dần để tiết kiệm năng lượng và để các bạn ngắm cảnh nó mượt hơn, nó gần và nó rõ hơn. Còn có 1.000 m nữa thôi, độ cao là 35 m, tốc độ rất là ổn định, 57 km/h, đúng theo hãng sản xuất luôn, đúng theo hãng công bố luôn. Vâng, tôi đang ở cái chung cư 5 tầng ở phía xa, bên trái là cái chung cư 12 tầng và bên phải ở phía xa là cái chung cư 22 tầng, và tôi đứng cái chung cư 5 tầng này này, chung cư thấp ấy. Vâng, qua được sông rồi. Ồ, dư pin nhiều quá rồi các bạn ơi, quá là dư pin rồi. Tiếc ghê, ban nãy mình không bay lên 5.500, và thậm chí là có thể liều mạng mình có thể bay lên tới 6.000 m. Ok, mình chuyển qua chế độ N cho nó mượt mà, cho nó có cảm biến. Con này có cảm biến trước sau trái phải các bạn ha. Vâng, tôi đang đứng ở cái chung cư này đây. Ok, đón lại cam về các bạn ơi. Vâng, bằng mắt thường thì tôi đã nhìn thấy em đó rồi.
Vâng, về đến nơi thì pin còn 26% các bạn. 26% nha. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Quá là dư giả pin. Ok, bấm dừng quay phim. Vâng, quay phim 4K 3 frame giây suốt hành trình ạ. Vâng, con này có cảm biến bụng và nó rất là nhạy, cho nên là mình không thể nào bắt đằng trước được. Mình đưa tới đằng trước mình bắt là nó bị đội lên, nó nâng độ cao, cho nên mình bắt đằng sau đuôi các bạn. Vâng, mình kiểm tra thân máy. Vâng, rất là mát nhé, không có gì cả, chỉ hơi ấm nhẹ thôi. Kiểm tra motor. Vâng, 4 motor đều mát lạnh, không có một cái dấu hiệu gì là đang sử dụng cả. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Vâng, tóm tắt lại hành trình, đây là con Mini 4 Pro vừa mới thực hiện một chuyến bay test xa, đi xa 5.000m bằng chế độ N, tốc độ 47 km/h và lượt về 5.000m và bay chế độ Sport với tốc độ là 57 km/h. Đó, đúng so với lại hãng công bố các bạn ha. Và khi về thì pin còn đến là 26%. Không biết 26 hay 24 quên mất rồi. Bây giờ mình đứng nãy giờ thì nó sụt xuống rồi. Quá là dư giả. Vâng, các bạn đi chơi bay xa thì khi mà livecam về thì nên để pin còn ở cái khoảng cách là 20% là an toàn nhất. An toàn nhất là 20% các bạn ha. Đó. Và chuyến bay này của mình thì rất là an toàn luôn. Về còn đến 26% pin, tức là còn đến 1/4. Mình chỉ xài có 3/4 cái thời lượng pin và đã bay được là 5 km đi và 5 km về là 10 km. Mình bay được 10 km các bạn ha. Và thời lượng bay nãy giờ là đâu đó khoảng 15 phút các bạn. Từ lúc cánh đó tôi record trên màn hình thì nó báo là thời gian bay nãy giờ khoảng độ 15 phút. Vâng, hành trình, lộ trình bay nãy giờ đây. Đó, cái lượt về thì mình có bay vòng qua cái cầu một chút xíu ha. Tại vì dư giả pin quá rồi. Đó, pin này các bạn xem bản đồ. Đó. Vâng, mời các bạn xem cái lộ trình bay nãy giờ đây. Mình vào profile. Rồi bấm vào chữ more. Đây, lộ trình đây. Đó. Khoảng cách bay 10 km, độ cao 75 và thời gian bay là 15 phút ra. Đó. Mình bấm đó, đây là bay đây. Đó, đây là cái lộ trình bay lượt đi 5 km này các bạn. Đó. Đó, và đây là cái ngưỡng quay đầu đây. Đó, đang quay đầu các bạn. Đó, đi về. Quá ổn áp các bạn ha. Ok, nếu các bạn cảm thấy thích thú với con Mini 4 Pro này, về cái chất lượng video, thì tôi có một cái video riêng test trong một ngày nắng đẹp, bay ngày và bay đêm. Đó, còn video này là test độ xa các bạn ha. 5.000m cũng là một cái gì đó rất là này nọ đối với lại cái dòng Mini rồi. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thú vị với lại con Mini 4 Pro này và tay cầm RC2 với sóng Okusin 4.0 cực mạnh, đó, thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop Tokyo Camera và đặt hàng cho mình một con. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn mau chóng sở hữu được con Mini 4 Pro và có những thức phim mượt mà cùng bạn bè và gia đình. Bye bye.